Vâng, đây là một cái rừng trúc rất là đẹp. Đây tôi quay lại nha. Đẹp đúng không? Chúc khó chúc đẹp thế. Ồ, quả thật là đẹp tuyệt vời. Thẳng tắp. Đây, nào. Xin đoạn đường đi, có cái đoạn đường chúc này nhé. Đẹp không? Đi lại rồi. Rất nhiều trúc, khóm trúc đây, rất là đẹp, mọc dày. Là cao, cây hơi 10 mét đấy. Hả? Lên thông ngàn thôi. Hả? Ra đây rẽ lên đấy là. À, cái khóm trúc này đẹp quá, quay một tí. Cái này không bán à? Cái này không không có đường xe nên không bán được à? Tự nhiên đẹp nhỉ. Cho xin uống ngụm nước nhá. Không à, xin uống ngụm nước rồi. Ây à, lâu không đi bộ mệt. Nhà sàn đẹp nhỉ. Thế đây vẫn bản óng nhá. Mía này, trúc này. Cái này hôm qua mưa hay ha, nước bẩn đấy. Hôm qua mưa to ấy. À. Nước đục đục thế quá. Thành lọc lọc mà không được. À, đục quá. Đây vẫn bản óng nữa. Vẫn là bản óng. Ô, bản óng thật là ghê gớm. Dài rộng. Vào nhà nhé. Không à, đi đi lên đây đấy. Lên đèo là làm gì? Đâu lên điều tra phổ cập ở Thông An thôi. À. Ừ.